chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Linh lần đầu lộ diện giữa lúc vướng ồn ào, xót xa trước diện mạo hiện tại. Thời gian gần đây, Hoài Linh không may vướng vào vụ lùm xùm vì số tiền quyên góp từ thiện 14 tỷ đồng. Giữa lúc sự việc đang là chủ đề nóng gây tranh cãi, Hoài Linh lên tiếng giải thích và quyết định lui về ở ẩn. Hình ảnh trong một video mới đây đã tiết lộ về tình trạng hiện tại của nam danh hài. Mới đây, ca sĩ Hà Thanh Xuân gây chú ý khi chia sẻ video thăm nhà thờ tổ nghiệp của Hoài Linh ở quận 9. Tuy chưa biết chính xác khoảng thời gian quay video, nhưng nhiều người cho rằng rất có thể nó được thực hiện khi ồn ào mới được nổ ra. Trong đoạn clip 3 phút, nữ ca sĩ thắp nhang khẩn tổ, đồng thời ghi lại quang cảnh bên trong và khuôn viên của nơi này. Có thể thấy trong thời gian dịch, nhà thờ tổ của Hoài Linh rất yên ắng, bình lặng, không có khách ra vào, song Hoài Linh cùng các đệ tử, người làm vẫn luôn làm việc chăm chút cho mọi thứ. Nhà thờ được quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, hồ cá coi và các chuồng thú được chăm sóc kỹ lưỡng. Sau khi hoàn thành bước khấn tổ, ca sĩ Hà Thanh Xuân còn đến bàn thờ của cố nghệ sĩ Chí Tài để thắp hương chào đàn anh. Thắp hương xong một vòng, Thanh Xuân ra vườn thì bắt gặp nghệ sĩ Hoài Linh đang ngồi nhổ cỏ dọn dẹp. Dù trong nhà thờ tổ có người làm, nhưng nam danh hài vẫn xắn tay áo vào làm việc. Trong hình ảnh ghi lại, có thể thấy Hoài Linh vẫn ăn mặc giản dị như mọi khi. Bên cạnh đó, vì đang trong mùa dịch, nên nam nghệ sĩ cùng người làm vẫn đeo khẩu trang trong khuôn viên nhà thờ tổ. Nam nghệ sĩ lộ vóc dáng gầy gò, tiều tụy. Nhiều người cho rằng Hoài Linh chịu ảnh hưởng không ít đến tinh thần sau vụ ồn ào qua. Lần gần đây nhất, Hoài Linh xuất hiện trước khán giả là trong video giải thích về tin đồn biển thủ, số tiền quyên góp 13,7 tỷ đồng. Trong clip, nam danh hài ăn diện chỉnh chu, song vẫn không giấu khỏi dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Trong video gửi về các cơ quan truyền thông, nam nghệ sĩ cho biết số tiền quyên góp từ thiện hơn 14 tỷ đồng vẫn nằm trong tài khoản. Anh giải thích thêm vì tình hình dịch bệnh nên đã nhiều lần dời lịch trình từ thiện. Bên cạnh đó, Hoài Linh hứa sẽ hoàn thành việc trao tiền cho bà con vùng lũ trong thời gian tới. Trong các ngày qua từ 29 tháng 5 đến 1 tháng 6, chỉ trong vòng 4 ngày, đại diện phía nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm về nhiều địa phương trao tiền trao quà tặng tay cho bà con. Tính đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ đã trao tổng cộng 4,57 tỷ đồng cho bà con trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương ở 4 nơi gồm tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Quảng Điền và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh hưởng không ít từ vụ ồn ào qua, Hoài Linh được cho là sẽ vắng mặt một thời gian rất dài mới có thể quay trở lại làng giải trí. Cùng cập nhật những tin tức về chuyện sao Việt mỗi ngày tại Danh nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!